Bây giờ một làm một cái video làm sao cho Phong nó vui kìa. Nó nãy giờ thấy nó buồn nó đi không? Mày đưa thấy nó buồn nó... Sao em ạ? Thôi anh đừng buồn. Anh cứ buồn rồi em. Bây giờ nhá, thử thách của ba đứa này. Bỏ hết điện thoại xuống, thử thách của ba đứa. Làm sao, đưa anh cầm cho. Làm sao cho Phong nó vui. Em cầm cho. Để em cầm thôi. Làm sao cho Phong nó vui lên. Để cho em bí quyết trước. Okay, bây giờ muốn làm ba đứa làm đi. Ba đứa xuống luôn, ba đứa xuống luôn. Nãy giờ nó đi đứng. Trời ơi. Rồi, ok. Nó đã chơi vậy mình chơi lại. Bây giờ nó đã chơi vậy mình chơi lại nhá. Khoan. Nó chơi đéo mình chơi đéo lại. Bây giờ nó cười rồi mình làm cho nó khóc. Ok không? Ok không? Không. Đây, nó khóc rồi kìa. Sao duyên làm gì mà nhanh vậy? Thôi bây giờ nhá. Bây giờ ba đứa lấy điện thoại của nó, gọi điện cho Trư. Kêu là Trư ơi, Phong ngoại tình. Nhanh nhanh nhanh, xong đâu xuống. Chưa làm gì quan tâm mấy cái chuyện đấy hả anh? Có. Làm gì đấy? Ngoài đời không quan tâm nhưng mà lúc anh Phong về buổi tối sẽ quan tâm. Đúng rồi. Đúng rồi, rồi lấy điện thoại gọi cho Trư đi. Kêu. Bây giờ mình nói như này chị ấy không quan tâm nhưng mà lúc nữa mình không ở cùng nhau nữa thì. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, lấy điện thoại đi, lấy điện thoại đi. Nhà anh Sông. Sao ấy? Không nên đụng chạm tới Phong. Không nên đụng chạm tới Phong á? À. Tại Trư sẽ. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Ủa, sao mà em lại như này thôi mà Trư? Bị rồi xong. Mày là anh chứ không bao giờ đụng chạm tới một đứa con gái nào đây, em đừng có đụng đến anh. Thôi, mày bỏ cái tay ra đi Dương. Đó. Phong hôm nay ăn ở kiểu gì mà sao bị gái phũ phàng ấy? Không biết. Anh. Cái gì? Rồi à? Đưa tay lên nào. Không. Em nhá. Em đùa đấy. Trời xinh thế nhỉ? Gái đâu mà xinh ấy? Em. Xong, em ăn gì mà em xinh vậy? Bỏ mũi ra nào. Bỏ mũi ra đi. Anh đang hỏi em mà. Em có ăn gì đâu. Em không ăn gì mà em vẫn xinh á. Em ăn cơm mẹ nấu. Em ăn cơm mẹ nấu à? Rồi Dung, em ăn cái gì mà em xinh vậy? Dung ăn cơm của em ai? À, Dung ăn cơm của Duyên nấu à? Vậy là Dung ăn cơm của Duyên nấu mà xinh vậy á? Thật không Dung, thật không Dung? Hồi trước là em hay nấu cơm, hồi trước là nó béo anh. Hồi trước là nó béo, bây giờ thì nó gầy cái gì. À do ăn cơm em nấu nên là gầy đúng không? Đúng rồi, không phải, tại vì nó lừa ăn cơm anh. Lừa ăn cơm? Lừa ăn cơm thì mình phải lừa, thì mình lừa ăn cơm ăn thì mày làm gì tao ăn thì tao phải béo chứ nhỉ. Sao tao lại gầy đi? Tại vì mày lừa ăn. Đấy, mày lừa ăn. Đấy là đang giảm béo nhá. Trời ơi, giảm béo. Giảm béo mà em ăn hết ba bát các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ em lại muốn béo nên là bây giờ em đang muốn tăng cân đúng không? Ừ. Chắc người yêu kêu em phải béo lên anh mới yêu đúng không? Cần gì có người yêu nữa. Vậy mà có hình ảnh đại diện của anh nào trong điện thoại? Là người yêu đây anh, là cờ rớt đó. Cờ rớt, cờ rớt. Mọi người không đi em cho xem. Ok, gọi điện cho người đấy kì. Gọi điện thử xem mấy tin. Gọi điện cho người đấy bảo là. Gọi điện cho anh cho nó. Mày yêu nó. Dẫn đi uống trà sữa. Mày yêu nó. Nói trà sữa rồi. Mày uống trà sữa mà thiếu em. Xong xuống đây nào. Mới trà sữa rồi à? Mới trà sữa thì không được. Mì cay. Không, mì cay thì không. Xong xuống đây đứng đi Xong. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ ba. Không, tí đi luôn. Em gọi anh tí nhưng làm mà không gì? Có. Bao trà sữa. Mỗi trà sữa rồi thì không tính. Vậy thôi. Mì cay thì bảo Dung gọi điện tán luôn cái anh kia. Anh chà. Hay là bây giờ mình làm thử thách vào tán con ông chủ bán mì cay xong là mình được ăn mì cay miễn phí đi. Mà con bà chủ kia nhỏ lắm. Nhỏ. Nhỏ cũng tán luôn. Còn nhỏ hơn em trai của em nữa thì. Tán luôn kêu lớn lên nhanh chị chờ. Nhưng mà nó đẹp trai. Chà. Nó đẹp trai. Hai đồng quá mẹ nó mới cả như thế này kia này. Nó không đẹp trai bình thường. Sao bằng anh được? Sao? Em thấy anh đẹp trai hay xấu trai? À,
tốt thôi. Anh đang hỏi đẹp trai hay xấu trai mà. Đẹp trai thì cũng có, nhưng mà hơi xấu trai đúng không? Không biết. Không. Nghĩa là anh chỉ biết là anh tự tin vào anh là anh đẹp trai. À rồi ok, rồi xong. Em thấy anh đẹp trai hay xấu trai? Em thấy á. Thấy sao nhỉ? Em nhanh nào, sao lại nghe anh, sao lại thấy anh? Thì đẹp mà. Anh đẹp mà á? Thì đẹp mà. À cái này là câu nói miễn cưỡng đúng không? Không không không, đấy không phải miễn cưỡng. Hay là thật lòng? Thật lòng ở đâu? Em thật lòng nói cho tim. Đúng rồi, trong tim. Đâu tim em đâu? Tim là tùng 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 tùng. Như này đúng không? Vậy là nói đúng, nói thật đúng không? Nói thật. À rồi Dung, anh đẹp trai hay xấu trai? Sao vậy? Em thấy bình thường mà. Bình thường á? Không ai đẹp ai xấu hết cả. À vậy hả? Ok, em có một câu trả lời anh rất rất kết. Trái tim của em sẽ vào lòng đất tôi. À tình. À vậy hả? Bây giờ đi, cuối tuần làm gì cho mẹ? Mọi người, tôi sẽ là bí quyết của cuối tuần mình sẽ đi uống trà sữa với người yêu. Chúng tôi luôn rồi, luôn rồi, đi 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 đi. Không, đi uống trà sữa với người yêu đi. Mọi người ạ, à, chúng tôi luôn luôn là một cô gái của anh Khánh. À? À? Sao lại vậy? Tại vì nếu đi lấy chồng thì nhất định anh Khánh sẽ không, nhất định chết rồi không quên anh Khánh nào. À, không bao giờ quên đấy nhỉ? Ừ. Thật không? Thật là không quên đâu. Ai vậy à? Với lại cả còn một người nữa. Người yêu hả? Anh Phong không. Ai? Mà là người đó tạo cái kênh YouTube đó cho em. Dạ. Chưa thấy. Đấy. Thì anh đảm bảo em sẽ quên khi mà em lấy chồng. Không biết anh Khánh là ai, chú Thái là ai. Tại vì lúc đấy chỉ biết chồng con. Không. Một tay xách một đứa, một chân, một tay ôm một đứa. Không. Em thì em không bao giờ quên. À không bao giờ quên à? Mà là người yêu cũ của em không bao giờ quên. À. Nói gì bảo anh? À, thế thì chú Thái là người yêu cũ của Duyên à? Mày biết. Thế thì anh Khánh cũng là người yêu cũ của ta. Mày. Thế tự nhiên mày nói là người yêu cũ, tao đâu không hiểu gì, tao chỉ hiểu thôi. Anh cũng vậy, anh cũng nghe thôi. Người yêu cũ. Em sẽ không bao giờ quên người yêu cũ, thế em mới tưởng thế chứ. Người yêu cũ không bao giờ quên. Đúng thế. Đấy. Mà nó lại kêu mình với chú Thái không quên. Chả hiểu kiểu gì. Thế cho nên mà anh em mới không quên. Không hiểu gì nói cái gì nữa đấy. Anh vừa thấy cái một cái cử chỉ của Sông. Không. Tự nhiên chấm vào tim xong bắn chiu vào trong điện thoại cái. Có nghĩa là vừa đang nhắn tin cho anh nào ấy. Sao lại đi đâu rồi? Thẹn hả? Ôi đỏ mặt kìa. Hello mọi người. À crush hả? Mình sẽ gọi cho anh Phong ra bên này thử xem. Mà mọi người hôm nay thấy Phong buồn không? Có. Đang buồn chuyện gì? Từ từ để cho em gọi. Xong. Xuân anh bảo. Dạ. Em làm cho Phong buồn đúng không? Sao hôm nay em... Đừng quan gì đâu anh. Hôm nay Phong không? À em biết rồi. Biết rồi nhưng mà không nhớ. Liên quan gì đâu. Và bây giờ mình sẽ gọi điện cho người yêu mình nha. Ok. Chị Dân có cả em nữa được không ạ? Cho anh vào với. Thêm ta nữa. Trả lời. Em gọi Phong lúc nào ra Phong lúc nào cũng thế mà. Ba bọn mình thử gọi xem. Ừ, xem ai gọi được nào. Ai gọi được sẽ nhận yêu làm Phong làm người yêu trong vòng một tiếng. Không. Thôi bây giờ mỗi người làm người yêu của Phong trong vòng một phút. Vào tán Phong. Dân đồng ý kìa. Vào tán. Không vào tán mà không... Điện thoại thì sao mà đơ quá trời ơi. Sao mà không trả lời anh. Bực thật đấy, giết nó thôi. Thôi mọi người, hãy đi theo cho mình giết nó. Đi. 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 Em gọi. Từ từ, từ để Dung dọa gọi đã. Dung tức cái xong bắt đầu mới có hai người đi. Đúng rồi. Đấy, chị này xinh chưa? Cái áo này thuê đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi.
nào thế ạ? Xinh chưa? Quan trọng là chữ yêu luôn. Nhiều đứa xinh mà. Nít này là của Phong đúng không nhỉ? Tại Phong thay nhiều nít. Đúng rồi. Hôm nay các thì phải thả chị rồi. Đúng chưa? Sao bỏ tay đi? Lo đâu? Lo lên chứ. Anh Phong ơi, trả lời đi em. Có một chuyện rất là quan trọng nói với anh nữa. Rồi rồi, hai nữa à. Bùm bùm. Sao mới khai thật có rồi? Ủa? Mà bảo là gì mà quên mà anh? Không, bài này không biết gì. Quần què gì vậy? Thôi, nó không nghe đâu. Thôi đi. Thôi thì mình gợi nghĩ ở mình cả.